thì đến với bóng đá là một điều rất khó khăn. Tất cả cả xã hội, tất cả mọi người cũng chả ai nghĩ là muốn để cho con mình hướng theo cái nghề bóng đá cả. Tại vì nó rất quá khó khăn. Tại vì tất cả những cái người đó phải đi làm thêm, rồi phải đi làm những cái nghề nghiệp khác để làm sao để mà nghĩ là sau này sống và được bằng cái nghề mà mình học ấy, học nghề, học làm tất cả những cái gì. Chứ không có ai nghĩ về bóng đá có thể để làm được cái điều gì mà có thể thay đổi được. Sau này thì mọi cái nó suy nghĩ nó khác hơn. Có. Thì hồi bé thì cả cái thành phố Vinh là có cái một cái hợp đồng là bóc lạc cho sở ngoại thương ấy, để họ đổi lạc, họ lấy những cái thiết yếu về cho đất nước ấy. Thì nhà nào cũng bóc lạc thế đấy. Thì mỗi một ngày như thế là ngoài cái đi học về thì xong phải khoán, mỗi anh em thế phải khoán mấy cái thùng lạc để bóc á. Thì luôn luôn là cố gắng làm, nhưng thường thường không làm hết được, thì lại đổ dồn sang cái thùng của mẹ để nhờ mẹ bóc để đi đá bóng. Thì từ nhà mà đến chỗ sân bóng là khoảng 3-4 cái số, thì là cứ đi bộ thế là đến tập buổi chiều. Cũng có những lúc mà cuộc sống mà khó khăn, nhiều lúc là cả đất nước mà, cho nên gia đình là 5 anh em và bố mẹ nó là 7 người, rất khó khăn. Có những lúc mà khó khăn đến mức độ là nghĩ là mình không thể đủ lực để theo cái đuổi cái nghề này. Tại vì nghề này bên cạnh đó nó cũng phải có tiền để mua giày, tiền để mua quần áo. Hồi ấy thì cũng chưa đội bóng cũng chưa có nhiều để mà gọi là tài trợ những cái đồ đấy cho cầu thủ, thì thường thường cầu thủ phải tương thương là tự mua. Thì có những lúc đó nghĩ không có tiền thì không thể theo được. Nhưng mà máy cũng có một điều may mắn là trước đấy là bố mẹ cũng chơi thể thao, cho nên bố mẹ cứ đồng viên, họ chơi được cái gì là cứ chơi. Có những buổi sáng vẫn đa phần buổi sáng, nếu mà thời ấy đa phần buổi sáng là nếu mà tập buổi sáng là nhìn ăn sáng đi tập. Cái khu Quang Trung có tất cả các cái nhà này thách đấu với nhà khác, xong từ đó họ tổ chức một cái các cái khối A B C đá với nhau, rồi dần dần họ tuyển lên một đội bóng của phương, các phương đi đá với nhau ở trong thành phố. Đó cũng là một cái đạo bóng đá phong trào mà mình cũng lớn lên từ đấy. Không, lúc đấy là học đến năm 12 tuổi, lớp 6, lớp 7 là bắt đầu đi vào tập ở trong trung tâm huấn luyện thể thao của ấy rồi. 12 tuổi, năm 12 tuổi là vào học ở trong trung tâm huấn luyện thể thao đội trẻ của tỉnh Nghệ Tĩnh. Lúc phải là Nghệ Tĩnh ấy. Hồi xưa bóng đá phong trào không được huấn luyện như bây giờ. Cứ các cái nhà, các cái khu nhà thách nhau ra thì là thi đấu. Đá theo kiểu mạnh ai người nấy chơi. Nhưng mà lúc mà vào được trong ở chỗ cái trường học thì họ đào tạo cơ bản ngay từ đầu. Tất cả các động tác. Thì người thầy đầu tiên là anh Huy, xong đến người thầy thứ hai được tuyển lên đội trẻ chính thức là anh Đức. Là biệt danh là Đức Voi ấy. Thì lúc đó cái thời điểm đó thật sự là rất rất ít để mà được xem bên ngoài thi đấu. Tại vì thiếu thốn đầy đủ tất cả mọi cái, là tivi thiếu, rồi ăn uống cũng thiếu, mọi cái sinh hoạt nó thiếu. Mình chỉ gói gọn ở trong đội bóng là dính. Sau này thì có một thêm tí thì lên ở đấy đội bóng có thể có xem tivi, xem được các đội nước ngoài, nhưng mà thật sự lúc ấy là thì thông tin nó không được đầy đủ như bây giờ. Tại vì mẹ là người luôn luôn ủng hộ anh trên cái bước đường để vào bóng đá chuyên nghiệp. Tất cả mọi cái từ ủng hộ những cái nhỏ nhất như là cho tiền để đi ăn sáng, để có thêm sức khỏe, để có thể là bóc giùm cái phần lạc.
đó cho con trai để con trai đi học. Thì đó nhân là cái mà kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tất cả những cái gì có khó khăn gì là đều có mẹ bên cạnh. Cho nên khi mà mình đạt được một cái thành tích đó thì mẹ mất rồi đúng không? Không còn nữa. Cho nên là những cái cảm xúc, những cái cảm giác của mình nó vô về là rất rất khó để kiềm chế. Mình cứ nghĩ nếu như mà mẹ mình còn sống thì có thể được nhìn thấy con mọi cái nó toàn nguyên hơn. Nhưng mà đó là cái điều mà mình tiếc nhất ở trong cuộc đời. Đó là cái điều mà ấy nhất là mẹ là một người khó khăn, hy sinh tất cả cho gia đình. Nhưng mà anh nhớ lúc đấy là năm 92 anh được lên đội sông Lam. Thì anh đã đưa được đồng tiền lương đầu tiên về cho mẹ thì mẹ anh đã khóc và nghĩ là tại vì lúc ấy anh còn bé, nếu mà năm 92 thì anh cũng mới có 20 21 22 tuổi. Thì mẹ anh đã khóc và nghĩ là như thế là cái công nuôi dạy của mình với con nó cũng không phải vì đồng tiền đó, nhưng mà biết là con như thế là không sợ con hư, không sợ những cái mình đã uổng công nuôi dạy con. Lúc đấy ba thì kiểu mừng quá, thì ba thấy con mình có thể cũng có những cái suy nghĩ trưởng thành hơn, ba mừng quá, ba có thể ba khóc với ba cũng nói được nhiều. Nhiều đó lên là rất nhiều, đó là cái động lực. Thứ nhất là cái thời điểm đấy bọn anh bước vào bóng đá cũng bắt đầu có những cái khởi sắc và cái kinh tế xã hội nó cũng bắt đầu đỡ hơn đấy, thì cũng có những cái để mà giúp đỡ về cho gia đình. Thì mẹ luôn luôn là người nhường hết tất cả mọi cái cho con cái, thì luôn luôn thiếu thốn. Mấy cái quần hoặc cái áo mới cũng không dám may. Rồi có những cái diêu, cái mét vải gì ở nhà máy in mà được phân về thì cũng dồn hết để may quần áo cho con. Để làm sao con có quần áo mới thôi, mẹ về ấy thì không cần. Thì đó là những cái mà cảm thấy mà thôi thúc nhất mình phải làm, cố gắng làm sao sống cho nó tốt, rồi làm mọi cái để cho nó có cái gì, cách gì đấy để mà giúp mẹ thoát nghèo. Đó là cái mà thôi thúc mạnh nhất. Bố một người rất là mạnh mẽ. Bố hồi xưa cũng đá bóng, nhưng mà bố đá theo kiểu phong trào của nhà máy. Chơi đàn, nhạc, nhạc, đá bóng tốt, rất hay. Nhưng mà bố thì là một người lặng lẽ đứng phía sau, luôn luôn ủng hộ. Thời điểm mà anh đang đi tập ở đội trẻ xong được lên sông Lam, ông cảm thấy tự hào lắm. Ông luôn luôn buổi chiều là đạp xe đạp lên để xem con tập luyện, ngày nào cũng ngày nào, con tập xong rồi lại về, con tập xong rồi lại về hết năm nay đến tháng khác. Thế đến lúc anh lên đội tuyển, rồi anh đi đá đội tuyển, rồi anh lên đội sông Lam chính thức, anh đá đội sông Lam, rồi lên đội tuyển, rồi tất cả mọi cái, thì nghĩ là người bố đó là một cái mà cảm thấy con mình được như thế, đó là một cái niềm tự hào của mình mà rất rất vui vui với những cái người người bạn cùng trang lứa của bố. Buổi sáng thì có thể là người ta đến đây gọi bố đi ăn sáng, rồi mời bố đi ăn sáng lên nói chuyện ở ngoài quán cà phê, tất cả mọi cái thì là cảm thấy bố sống rất vui vẻ khi có con mình thành đạt như thế. Mọi người cũng tỏ phần rất kính trọng. Nó quan trọng là đó là hai người mà quyết định rất lớn đến cái cuộc đời bóng đá và ấy của anh là bố mẹ anh. Bố anh có hạnh phúc một thể hơn là mẹ anh mất năm 2005. Thì 10 năm sau bố anh mất. Những cái năm đó là anh bắt đầu là có những cái thành đạt ở trong cuộc sống, thành đạt ở trong sự nghiệp rồi, thì bố anh là được người vui với con nhiều hơn, mẹ thì thiệt thòi hơn. Bố đấy thì cái trận đấu đấy thì thật sự là mình nhớ nhớ cảm giác trận đấu là buồn buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà thật sự may mắn sau này là những cái đó nó làm cho mình lớn lên hơn. Cái trận đấu mình đá với Lào, nhưng mà mình ngay hiệp một mình bị một thẻ vàng, thì sang hiệp 2 lại lỗi không nặng lắm, nhưng mà ông thẻ trọng tài rút một thẻ vàng tiếp, thành phải được họ. Thì
mẹ mình ở nhà xem phim, xem tivi thì thấy con bị ra một cái thì mình biết là vào một cái xong mình tắm rửa để mình ra mình xem trận đấu tiếp, thì nói chuyện mình ở nhà người bình luận viên bảo là bị hai thẻ vàng, thế là đang phải đi vào phòng giam riêng không được ra ngoài. Thế mình nghe thế mình phải lật đật là ra sân vận động bật điện thoại, mình bỏ tiền vào tiền xu vào xong gọi điện về. Thế mẹ mình nói một câu mình cũng vừa cười mà vừa thương, bảo là sao con hỏi đến con giam con ở một cái phòng nào đấy mà tự nhiên lại con này được ra gọi điện, là không phải đâu, họ nói có thể không đúng đâu. Cứ có đời bóng đá thì nó cũng có lúc lên rồi có lúc xuống, có những cái trận đấu mà mình đá đội tuyển hay nhưng về câu lạc bộ nó có thể là không hay, hoặc là mình lên đội tuyển mình nắm vào lên đội tuyển thì có những cái giải đấu có thể những trận đấu mình đá rất tốt, cái lối chơi nó rất tốt, nhưng mà thật sự đến cái thời điểm đó các cái lứa như Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải chưa đến cái độ chín như bây giờ. Bên cạnh đấy là cũng có những cái điều thiếu sự may mắn nữa. Có thể có những nhiều trận đấu rất hay, rất cảm xúc, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì mình lại không được như ý muốn. Đó cũng là một cái số phận. Cái số mình đến lúc đấy là cầu thủ nó cũng chưa đạt đến cái đẳng cấp tốt độ chín như bây giờ. Mọi cái nó vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là những cái mà mình lên đội tuyển mình làm những cái điều được hay mất đó cũng là một cái trải nghiệm cho cuộc đời của mình. Mình phải chấp nhận cái điều đó. Cái đó thì nhiều người nghĩ thì đó là một điều đúng, tại vì lúc ấy Quang Hải là cầu thủ trẻ mới có 17 tuổi lên chưa so với các cầu thủ trên đội tuyển, chưa cầu thủ Hải trước tránh được vị trí của ai cả. Cầu thủ Hải lúc ấy là mới đi lứa U19 về, chỉ khẳng định ở các cầu thủ trẻ đó. 2 năm sau Quang Hải mới 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 mới, mới đạt được là thành ngôi sao. Thế tôi nghĩ đôi khi chính những cái thất bại ở đấy là sau này có những cái cầu thủ đó người ta sẽ lớn lên, người ta sẽ bù đắp lại những cái mà có thể họ bị thất bại đó, sau này họ được thành công thì đó những cái mà tiền đề của họ. Chứ mình có thể so sánh được cái lúc mà Quang Hải lúc ấy thì thật sự là cầu thủ Quang Hải mới lên ở đội tuyển thì chứ chứ ai biết Quang Hải là ai, chưa thể tranh cánh được các vị trí của Xuân Trường rồi của các cái cầu thủ giống kiểu Công Phượng cũng chưa cạnh tranh được. Thế tôi cũng hối tiếc với cái chuyện đó, tại vì thời gian nó mới có thể làm một cầu thủ lớn mạnh hơn, chứ không phải đến thời điểm đó mà cầu thủ Quang Hải có thể nhảy vào đội tuyển có thể đá hay được, không phải. Thì đó là điều chắc chắn. Những cái mà năm mà Quang Hải lên đội tuyển mà cái thời của mình làm đấy thì Quang Hải đang còn tìm một cái vị trí chính thức ở trong đội tuyển cũng đang khó, chứ không phải là như hiện tại bây giờ. Và 2 năm sau thì cậu ấy đã trở thành một ngôi sao, đó là cái điều tất nhiên của bóng đá. Tại vì vừa mới lên thì một cầu thủ trẻ thì để mà có sự đặc biệt, để mà có sự hơn hẳn các đàn anh ở trên này thì chưa có. Thì 2 năm sau cậu ấy thành ngôi sao thì các anh lớn khác phong độ đã xuống, thì tất nhiên với cái nỗ lực, với cái khả năng chơi bóng đặc biệt của Quang Hải thì đó là tiềm ẩn một cái ngôi sao lớn ở sau này. Nhưng mà cái thời điểm đó thì Quang Hải chưa có cái độ chín gì để khẳng định cái vị trí chính thức của mình ở đội tuyển cả.